Tại sao chỉ gọi con gái rượu mà không gọi con trai rượu? Vào thời nhà Tấn, có một thợ may giỏi ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Khi biết tin vợ có thai, ông rất mừng, hy vọng đứa bé là con trai để sau này nối nghiệp mình. Ông liền đặt người nấu mấy hũ rượu nếp to để dành cho ngày lễ đầy tháng. Đến khi người vợ hạ sinh một bé gái, ông thất vọng và quyết định không tổ chức lễ đầy tháng linh đình nữa, bèn chôn phần lớn các hũ rượu kia xuống gốc cây hoa mọc trong vườn và quên bẵng. Thấm thoát trôi đi, bé gái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái còn rất khéo tay và thông minh. Cô học được hết các kỹ thuật thêu thùa, may vá, quản lý sổ sách và làm cho hiệu may làm ăn phát đạt hẳn lên, phải thuê thêm người làm. Ông thợ may khi đó mới hiểu rằng cô con gái mình quả thật là báu vật trời cho. Ông tìm cách sắp đặt cho con lấy người thợ học việc giỏi nhất của mình để sau này cửa hiệu vẫn được người nhà duy trì. Đám cưới diễn ra linh đình, khách khứa ra vào tấp nập, cỗ bàn bày chật sân. Ông chủ rất vui, uống rượu rất nhiều. Bỗng nhiên, ông nhớ ra những hũ rượu chôn dưới gốc cây ngày xưa. Ông vừa đào lên vừa thấp thỏm, không biết sau 18 năm rượu có còn uống được hay không. Vừa mở nắp hũ rượu ra thì một mùi thơm ngọt ngào tỏa khắp căn nhà. Khách mời dùng thử đều tấm tắc khen, đây đúng là loại rượu ngon nhất từ trước đến giờ họ từng uống. Câu chuyện sau đó được truyền tụng, dần dần trở thành truyền thống ở Thiệu Hưng. Hễ nhà nào sinh được con gái thì sẽ ủ rượu nếp rồi hạ thổ trong vườn. Đến khi con gái đi lấy chồng thì mới lấy lên dùng trong tiệc cưới. Rượu này gọi là nữ nhi tửu hay nữ nhi hồng vì trang trí hũ rượu màu đỏ mừng cưới. Từ đấy mà sinh ra thuật ngữ con gái rượu, nhằm chỉ cô con gái được yêu quý. Khi đi lấy chồng thì cha mẹ phải tốn rất nhiều rượu con gái hay nữ nhi tửu quý giá. Khi gọi con gái rượu đã chứa đựng trong đó tình cảm, yêu mến, quý như rượu vậy. Vì rượu là thứ đồ uống làm cho người ta say, là đồ uống mà các đấng mày râu yêu thích.